À, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. À, hôm nay ngày 14 tháng 10 2020, Kiều Huy Bonsai, địa chỉ tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Giao lưu với các bạn một số những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật của sân vườn gia đình. Vâng, nói đến Kiều Huy Bonsai thì những cái kỳ trước có hai lần đã mở ra để giao dịch cùng với chúng ta. Đây là số điện thoại của Kiều Huy Bonsai, kết nối đam mê và những người bạn tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Và số điện thoại của anh Kiều Huy đây. Đây là cái những cái tác phẩm mà nằm ở phía ngoài sân vườn gia đình. Chúng ta quan sát qua hình ảnh chung, sau đó chúng ta đi vào phía trong của ba gian nhà khách. Nơi ấy anh cũng trang trí bày biện một số những cái tác phẩm bonsai tầm nhỏ, trang trí cho những cái bàn làm việc, phòng khách, phòng trà rất tuyệt vời. Bây giờ ta vào trong nhà chia sẻ những hình ảnh của những cái tác phẩm trong ba gian phòng khách trước. Sau đó Đỗ Sinh sẽ chia sẻ với các bạn hết cái số tác phẩm ở ngoài sân. Và trên gác của ba gian nhà anh Kiều Huy cũng còn rất nhiều. Đấy. Thời tiết hôm nay hơi có hạt mưa. Đỗ Sinh cũng sẽ cố gắng khắc phục. Quay ở trong nhà trước, khi nào mà thời tiết cho phép chúng ta sẽ quay phía ngoài. Vâng, và trước mà ống kính của Đỗ Sinh là anh Kiều Huy. Chào anh Kiều Huy nhé. Dạ vâng, chào Đỗ Sinh, chào tất cả anh em yêu cây cảnh nghệ thuật trên cả nước. Hôm nay là rất vinh dự là lại được đón bác Đỗ Sinh đến thăm vườn nhà và giao lưu những cái tác phẩm mà bàn tay của Kiều Huy đã làm ra để muốn để giao lưu cùng anh em trên toàn cả nước. Vâng, là một người đam mê số 1 tại thị xã Sơn Tây, anh Kiều Huy vẫn là đang công chức nhà nước, nhưng mà anh dành những cái thời gian nghỉ những ngày thứ bảy chủ nhật chăm chút cho bonsai vườn nhà rất là đẹp. Qua cái sự nắn nót và trưng bày rất là khoa học trong khuôn viên vườn cũng như là khu vực các tác phẩm ở trong ba gian nhà, Đỗ Sinh cảm thấy là anh có những cái nét đặc điểm riêng, là chuyên về dòng bonsai mini tầm nhỏ, 1 đến 2 người bê là cùng, và những cái tác phẩm siêu mini để trên bàn tay. Vâng, giao lưu qua kênh Hương Sắc Đỗ Sinh thì chúng ta đã có số điện thoại của anh Kiều Huy khi tôi chụp ở trên cái tấm phông để chúng ta cùng nhau giao lưu. Số điện thoại của anh Kiều Huy sẽ nổi lên ở những phút đầu và phút cuối của từng cuốn video dưới dòng chữ Kiều Huy Bonsai. Vâng, ta đi vào mấy tác phẩm ở cái khu vực bàn trà trước. Vâng, tác phẩm đầu tiên tôi muốn gửi đến các bạn đó là một cây linh sao. Đặc biệt anh Kiều Huy làm cũng rất là thoáng. Tất cả các tác phẩm anh đều báo giá trực tiếp luôn để chúng ta giao dịch. Linh sam giá 10 triệu.
Vâng, chúng ta quan sát cái phần gốc thân của cây linh sam rất là dẻo. Một cây dáng huyền, nhìn rất là bắt mắt đây. Già tay thì chi. Vâng, cây già quá. Vâng, tất cả những cái tay chi đã chín rồi. Với cái tuổi chậu cũng khá cao. Và tiếp theo chúng ta đến với một cây cần thăng dáng thác đổ. Đẹp quá. Rất là nghệ thuật. Cây cần thăng dáng thác đổ được báo giá với giá là 3.800.000. Quá đẹp. Chúng ta đến với một cây thông. Đây là cây thông hai lá, dòng thông Côn Sơn, Chí Linh, Hải Dương. Những cây tầm nhỏ, vóc dáng cũng rất tuyệt vời đấy. Gốc to, thân thì đùn lực. Cây thông được báo giá là 2.000.000 đồng. Nó già lắm rồi, tay chân quá già. Tay vâng. Dưới làm đã già lắm rồi. Cây già quá vậy. Vâng. Rồi. Cây thông ta làm nhỏ như này khó lắm. Vâng. Và tiếp đến là cây xanh. Cây xanh được báo giá là 1.700.000. Cây xanh này cũng già. Gốc đẹp. Vâng. Làm trên cốt chậu rồi. Vâng. Mặc dù nó chỉ là xanh quê. Anh lại quay thêm lần nữa giúp hộ tôi. Tôi đỡ phải đứng dậy đi sang để lấy cái mặt bên này nữa. Tí nữa. Tuyệt vời. Rồi. Vâng. Mẫu dáng cây xanh tầm nhỏ. Với giá 1.700.000. Rất là hợp lý. Tiếp đến một cây dành dành. Đây là một cây dành dành mà cái đường nét nghệ thuật rất cao. Cái chỗ trí là cây dành dành nằm trên một cái lọ rễ nó lớn, gốc nó lớn, nó phá ra đã bửa đôi cái lọ. Đây. Đấy. Và anh Huy đã đặt vào một cái chậu khác. Vâng, để nuôi để nuôi cây. Vâng. Chủ yếu chất ở dưới cái chậu to. Trên này là đặt rễ và đã phá vỡ cái chậu ra. Giỏi cái dành dành. Lớn lớn. Vâng, chúng ta nhìn bóng của cây dành dành nhé.
Rồi anh cứ chịu khó anh quay từ từ tôi đỡ phải vòng sang phía anh. Đấy, tiếp nữa đi. Rồi, để tôi lại soi tiếp vào cái gốc. Vâng, đường đi của cây dành dành cũng rất là nghệ thuật, dẻo cây. Vâng. Này là u yếu. Phần già lắm. Đấy. Cây dành dành với giá 3 triệu đồng. Là những cây chơi nghệ thuật bonsai tầm nhỏ để trang trí phòng khách, phòng trà, cà phê rất tuyệt vời. Và ở vị trí trên này tôi thấy anh có hai tác phẩm. Tác phẩm thứ nhất là cây ngọc bút. Cây ngọc bút với giá 2 triệu đồng. Cái cây ngọc bút mà cái phần gốc ở dưới nó lại ụ lên. Đây. Nằm tiền trên mặt chậu và lại ụ dày cứ sụ lên như này. Trong báo cáo anh là cái ngọc bút này thì đúng ra thì giá cũng không như thế. Nhưng mà thực lòng là vì sao cái giá như thế là cái chậu à? Vâng, cái chậu. Vâng, tôi đang định nói đến cái chậu, tôi khen cái chậu. Cái chậu là cái chậu cổ. Thì chậu Đồng Nai cổ đây. Thực ra là giá trị cái chậu này giá trị bằng nửa cây ạ. Vâng. Đẹp đấy. Bây giờ cái chậu rất hợp. Chậu này chậu cũ mà. Và bên kia là một cây sơn liễu đúng không anh? Vâng. Và cây sơn liễu dáng rủ. Đúng là chữ liễu. Nó đi về chữ liễu. Và đây là đây, mặt bên đằng sau là gốc, gốc rất già rồi. Rồi. Mái tóc người thường này. Anh lại quay người sang bên này. Quay người sang bên này. Quay cây sang bên này đấy để mình đỡ phải quay cây đấy, đẹp đấy. Bởi vì tôi muốn là in vào trên cái nền tường đằng sau thôi. Vâng, cây sơn liễu giá bao nhiêu anh? Anh xem cái thẻ này. Thì sơn liễu báo giá 2 triệu. 2 triệu. Vâng. Vâng. Dòng sơn liễu chơi nó mảnh mai. To là 18 đấy. Vâng. Đường kính đạt 6 cm. Vâng. Rồi, cây sơn liễu. Rồi, cảm ơn anh. Và ở vị trí này là cây trang hồng phấn này. Vâng, trang hồng phấn này. Cây trang hồng phấn được báo giá là 1,2 triệu đồng. 1,2. Và chúng ta sang bên khu vực ở gian trung tâm. Đến với một cây tường vi. Vâng, một cây tường vi rất là già. Cây tường vi được báo giá 1,8 triệu đồng. Và kinh khủng khiếp. Bạn xem cây tường vi rất nhẹ. Nó già. Gáo này. Rồi cũng đã nghiền sẹo hết rồi. Thì có làm tay bông thêm khoảng thời gian ngắn 1 năm nữa thì cây tường vi rất đẹp. Ok. Và chuyển sang cây túc anh. Cây túc ạ. À, cây túc. Phụ tử đẹp quá. Và người cha và người con. May quá mình vừa xuống đến đây thì vừa to. Vâng. Và cây túc đang lúc ra lộc này rất là đỏ rực rỡ đây. Với giá báo là 1,5 triệu đồng.
Chúng ta đến với cây mai chiếu thủy. Mai này cũng là một dòng mai đẹp nhỉ. Nó chính là đúng là nếu mà nhìn kỹ đúng là một cây cổ thụ thu nhỏ. Vâng, dòng này là dòng lu da đen của công. Lu đen của công. Vâng. Đấy, nó quý ở cái đen của công. Vâng. Cây mai chiếu thủy được báo giá là 2,5 triệu. Vâng, trước khi kết thúc cuốn video này, chúng ta đến với một cái tiểu cảnh non bộ rất là tuyệt vời. Đây là một cái trang trí tiểu cảnh cạn thôi, non bộ cạn với hai trái núi. Những hình ảnh mà mang tính chất minh họa rất là đẹp đây. Triệu đồng. Vâng, có giá 4 triệu. Vâng, 4 triệu. Được rồi. Ok. Có điều là riêng hòn đá này sẽ bao ship đến tận nơi. Tức là 4 triệu là bao ship à? Vâng, 4 triệu bao ship. Vâng. Ok. Và tới đây Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video này để chúng ta chuyển những cuốn sau. Đến với Kiều Huy Bonsai, giao lưu qua kênh Hương Sắc Đỗ Sinh. Xin mời các bạn tiếp tục chúng ta cùng nhau theo dõi.